Hello, xin chào các bạn. Rất vui được các bạn trở lại với kênh Hải Đăng Vlog nha các bạn. Hôm nay là Hải Đăng clip này Hải Đăng không nấu ăn mà Hải Đăng nghiêng về bên xây dựng một xíu. Hôm nay nhóm của mình có Hải Đăng, Thành Tấn và Thành Lương bắt đầu xây dựng là cắt lại cái nhà cho bà nội vợ của mình. Cái nhà ở trước đây hồi đó cắt cái nhà lá. Bây giờ mấy mình sẽ cắt lại cái nhà tiền chế bằng sắt. Hồi đó cái nhà này là nhà lá các bạn. Nhà lá, bây giờ mình lợp dỡ cái nhà lá ra, mình sẽ cắt lại cái nhà bằng tôn và kèo bằng tay là mình sẽ làm bằng sắt hộp đây. Đó, bây giờ là các bạn thấy là giờ mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Hãy đang làm cu ly thôi, thợ ngồi làm nè, mình cu ly rảnh lắm. Mình trốn cột giữa nên mình làm cái chữ A này để mình trốn cột giữa các bạn. Nhà này chiều dài là 11 mét mấy, gần 12 mét đó. Đây 11 mét mấy hay 10 mét mấy luôn. Đúng rồi 11 mét mấy. Mình làm hai mái, một mái ngắn và một mái dài các bạn. Đây, hai bạn mình bắt đầu làm ha. Mình chỉ là cu ly thôi, sai gì làm nấy. Làm không xong là nó tống vô sắt vô mặt luôn. Dỡ nhà ra cất lại cho bà nội thì bà nội dọn vô đây ở đỡ. Nói chào nội. Nay chuẩn bị cắt được nhà mới rồi, vui không? Vui, mừng lắm ha. Ông bà nội có cái tài là đương điệm vỏ sách đồ rồi bóp đồ rất là công phu nha các bạn. Những clip sau là mình sẽ cho các bạn coi bà nội trổ tài nha. Bà nội tám mấy tuổi rồi nhưng mà nội còn đương rất là giỏi, rất là hay nha. Đây sơ sơ cho các bạn coi nè, điểm nè, vỏ sách nè, còn bóp được nhiều thứ lắm, từ từ giới thiệu cho các bạn các clip sau nha. Đây là cô ba đang nấu cơm cho thợ ăn đây, có mình trong đó nữa nha. Món gì cô ba? Canh chua, canh chua cá kho khô đây nó chua có cá rô bí kho khô tiêu nè các bạn, rất là hấp dẫn luôn. Rồi là canh chua cá điêu hồng ăn với rau nhúc. Ra mà được cô ba với bà nội cho ăn mấy cái món hấp dẫn quá. Rồi giờ là giờ nghỉ trưa rồi các bạn, vô nhà nội ăn cơm. Hồi nãy các bạn cũng cho bạn thấy là cá nè, cá rô kho khô tiêu, tiêu quá trời ăn nó đã lắm các bạn ơi. Trưa này ăn cho nó đổ mồ hôi nhiều chuyện quá. Đây canh chua cá điêu hồng chấm muối ớt, canh chua phải ớt đâm luôn nha, hết bài luôn cả đây. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Cô ba nấu xong rồi no là khỏi ăn. Nghe mùi no là khỏi ăn, ngồi đó luôn. Rồi mời các bạn dùng cơm ha. Đây các bạn, mình tránh cục giữa nên mình làm kèo chữ A. Thì có hai máy, máy ngắn máy dài. Giờ mình hàn xong rồi, mình đập ba vớ ra, mình vệ sinh rồi bắt đầu mình xịt sơn các bạn. Xịt sơn để chống xét đó các bạn. Đây mình thì đập ba vớ xịt nước sơn. Lương Tấn căng mấy cái đầu cột này lại nữa bạn, đầu cột đang mình gác kèo. Lương Tấn hai nhìn đó, mình cu ly mà mình xịt sơn thôi. Đây các bạn, nhà này hồi đó là mình làm nhà lá, nó mái nó suông nó xuôi á các bạn. Giờ mình lợp lại ton nên mình phải nâng cái mái cho nó cao lên xíu cho nó mát các bạn, nếu xuôi quá là nó bị hầm nóng lắm. Nên cột mà mình phải nâng lên, nâng cao xíu các bạn. Kéo qua 1 tấn xíu á. Đó, giờ bắt đầu mình chỉnh cột là mình bắt đầu mình gác kèo các bạn. Xin chào các bạn nha, đây là ngày thứ hai của ba mình
Ngày hôm qua là làm xong hết gác kèo rồi các bạn, bữa nay bắt đầu đóng bằng tay và lợp luôn nha. Nhà này có hai mái, một mái dài và một mái ngắn. Mình nói cột lên cái khâu nói cột này nó lâu mà, tại cột nhà có sẵn rồi mình nói thêm cao lên nên nó lâu. Giờ bắt đầu bữa nay là đóng bằng tay và lợp luôn. Rồi tới công đoạn mình hàn đòn tay lên rồi nha các bạn. Nhà này dài 11 mét, ngang phủ bì 4m1, 4m2. Rồi các bạn, thế là kèo đòn tay rồi mình đã hoàn thiện rồi ha. Giờ cũng đến giờ trưa rồi, ăn cơm xong rồi cái đầu giờ chiều mình ra mình lợp. Rồi ăn cơm xong rồi các bạn. Đây là cái đường đi, cặp đường đi này là cái con kênh nè. Hai bên kênh này trồng dừa, nhưng mà dừa bên nhà nội trồng lâu rồi, bên kia người ta mới trồng rồi các bạn. Đó. Mà thấy không? Bên kinh này là mới trồng rồi. Giờ ba anh em giờ nghỉ giải lao đi kiếm dừa uống các bạn ơi. Kiếm dừa tại chỗ, khỏi kiếm. Kiếm là kiếm cái hoài nào cũng tới. Rồi chưa đâu. Không có, đi lại hoài đây nè. Đây có hoài thấp nè. Rồi còn nó tới chưa? Nè, hoài này tới chắc ăn rồi nè. Dừa ba bán tái luôn. Sao kéo xuống, năm kéo xuống. Kéo xuống nữa té nó kinh rồi sao? Chặt nữa thôi, cứ kéo xuống cái chặt tiếp. Quài thấp lương chặt mình không cho, bắt lương chặt cái quài cao. Nắm nghịch tay không? Tay nghịch tay rồi. Nó ba thằng ba trái đủ rồi, kiếm quài ba trái thôi. Ta nói ăn uống no sai, ăn xong rồi giờ mình ra mình uống nước dừa cái sai luôn, cái ngủ luôn, chiều khỏi làm. Mày quay phim đi, mày quay phim cho hai tao ngồi uống cho. Chết rồi. Giờ hái dừa nó bắt mình quay nó uống nè. Kệ uống đi, miễn chặt sao dạt ra ba trái được rồi. Ê chặt dừa như dân Bến Tre, dân Tiền Giang chặt được không? Ba nhát nha. Một. Chết mẹ xì nước luôn ơi. Dừa ấy dưới hả? Mỏng vỏ mà. Rồi ba nhát, môi lên. Oh yeah. Cứ lý. Dừa uống rồi phải không? Tấn. Rồi vậy sao uống ta? Uống này cũng được thôi. Dừa này chưa. Chưa tới hả? Chưa tới có chua không ta? Chắc cũng thôi vậy. Dừa này phải nửa tháng nữa. Mười bữa nữa. Con chưa uống còn có biết đâu. Cái này mày chặt mạnh quá, nó đập lông mạch rồi, nứt mẹ nó như bị lông mạch rồi. Còn tỉnh ngồi im re đặng uống khí thế luôn các bạn. Ghê không? Hai thằng chặt đúng hai trái uống luôn lên. Cười luôn kìa. Chặt đúng hai trái uống luôn các bạn. Vô. Anh em tao bên đây nè, mời anh em tao bên đây nè. Vô các bạn. Rồi vô đi. Để tôi ngồi đây tôi dòm cho. Chua quá hả? Ngồi cái bờ dừa dưới cái kinh này gió lên cũng mát mà. Nó nói là nó sai mà. Không để đi một chút nữa là đắng chặt hoài đắng luôn. Lát lợp uống. Lát nữa cô ba đừng chế cà phê nha. Con chặt dừa uống cho mát. Khỏi chừa cô ba bà nội luôn. Để vậy hả? Nhiều quá hả? Cho người ta hết. Uống lắm đi.
Là trồng được hàng dừa nhiều lắm các bạn, tao đứng quay với nhiều lắm, mấy chục cây á. Mấy chục cây nhưng không có trái. Hả? Không có ngọt hả? Đầu nay ra trái rồi nè. Hả? Đó. Ngon lắm, bởi thấy cái dừa nó bự chặt, dưới kia không chặt, lên đây chặt dừa này nó này. Cặp kênh. Trời mấy cái dừa kia là dừa xiêm lùng dưới có trái. Nè. Mời. Rồi, mời các bạn nghe. Đó. Tự uống luôn đi, không ai đút ra ngoài đâu. Này mới dán cháo các bạn ơi. Mới dán cháo à, phải cái này khoảng nửa tháng nữa. Rồi mời các bạn uống luôn ha. Trưa uống nước dừa cho mát. Xong rồi nha các bạn. Giờ mấy anh em bắt đầu tiến hành lợp. Mình có lợp cách nhiệt nữa đây. Giờ bắt đầu mình lợp cách nhiệt trước rồi mình mới lợp tuôn lên. Đây các bạn, mình đã bắt đầu giờ bắt đầu lợp nha các bạn. Đó, lợp cách nhiệt rồi lợp tuôn lên luôn. Thì nào xong rồi cái mình quay cái hoàn thiện cho các bạn coi ha. Rồi các bạn, thì trong vòng 3 ngày thì ba anh em đã cắt cái nhà lại cho bà nội đã xong rồi ha. Đây, cho các bạn coi nha. Ở đây các bạn, mình lợp lớp cách nhiệt rồi xong mình mới lợp tôn lên. Ở bên đây đã dừng dách. Nói chung là cũng xong rồi các bạn ơi. Lại làm cánh én dừng dách lại. Thôi video tới đây thì Hải Đăng cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn trong các video sau. Xem video các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những video kế tiếp của Hải Đăng Vlog nha các bạn. Bye bye các bạn.